Hello, everyone. Ok, play game nha. Let's go. Ok, vào game này. Xa, chúng ta bắt đầu với tựa game MRPG nha. Vào game nha. Bắt đầu thôi. Let's go. Xuống xe nha. Khẩu súng gan này sẽ đợi ông mà được biết xe. Chạy 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 ngay lập tức. Chui đây nha. Chứ không có một cái tủ gì, cháu không có gì. Ông ấy đi rồi. Ông gà. Chìa khóa đây. Lấy được chìa khóa. Lại đi nhầm đường. Một tựa game kinh dị. Một cửa nha. Mình bắt đầu tìm kiếm trong tủ lạnh này trước này. Cốt này chắc chưa cần đâu. Không có gì rồi. Lên tầng nha. Đây cũng không có gì. Chắc sẽ ở trên tầng. Má không có gì thật ư? Hoang mang nha, bắt đầu hoang mang. Trời ơi. À, chiếc kìm đây rồi. Búa đây rồi. Mình vứt chiếc kim để gạ ông kia ra đấy nhá. Ông mà đã biết ra đấy đấy. Chui qua bên này này. Ồ, kim ở trong đây rồi. Ôi. Tặng cho đấy một viên đạn. Trong nhà kho này còn gì không? Mình sẽ cắt dây điện nhá. Ôi, chó sủa ghê quá. Cắt dây điện ở đây nữa này. Ok, cái kìm hết nhiệm vụ rồi.
đến lượt kim vạn ốc. Sai. Hết nhiệm vụ nốt. Mình sẽ lục soát căn nhà lấy chiếc chìa khóa. Đây rồi. Không phải đâu mọi người. Mình chả lấy chìa khóa ở đâu ấy. Đây. Cũng không phải nó. Sorry mọi người. Chìa khóa đâu nhỉ? Mình sẽ lên tầng. Ông ấy dậy rồi. Tìm lại qua một lần nhá. Cầm cái búa đập vào đây. Chiếc chìa khóa gì đây? Ok. Mình sẽ phải tạm chiếc chìa khóa và cầm súng bắn ông đấy một lần nữa nha. Cái giá phải trả. Trèo lên tầng này. Chẳng có nghe. Chìa khóa này không phải rồi. Lóc cơ này không phải rồi. Đang chơi game. Sorry mọi người. Phá hủy căn nhà nhé. Ok, qua game khác nha. Cái tờ bút gì đi. Làm việc hơi lâu ấy. Nên là mình phải qua game khác nè. Ok, mình sẽ qua game khác này. Mình sẽ bật nó đi rồi xem nó mất. Talk. Oh, yes.
Jackson. Xem còn đồ gì mới không. Get a calculator. Mind if I catch a nap here? Không ăn thua. Uzi này. Thôi, mình sẽ qua game khác đây. Hôi xác đi. Joe Biden. Wow, mắt này mình đánh giá đồ họa khá là đẹp nè. Oh. Đây có một kho vàng. Mình sẽ phải giải cứu con này gọi là con gì ta? Con cá con. Khạp. Nha, mình sẽ giải cứu con cá này. Thôi đông như này. Giải đâu? À, chuyên trên, sorry mọi người. Cáo à? May à? Không phải rồi. Đấy, phi xuống đây. Giải cứu con cá đuối con này. Trông đẹp quá. Nhiệm vụ khá đơn giản. À, thợ mạn à. Ô, mình đi sai đường rồi. Đây này. Đây nha. Ok, thành công rồi. Tờ heo ở đây nhiều cá. Đây nhiều cá con quá. Ow. Man. Tao này tấn công mình mọi người ạ. Mình sẽ ăn cá ngừ nha. Ô, con rùa vàng này. Ow, chạy thôi mọi người ạ. Quay lại biển xem còn một con lại tiếp tục chương trình giải cứu hả? Không được. Oh man. Hai vàng. Oh. Nó ngoái rồi. Oh, tiếp tục qua Skazi nha. Ok, màn này trước đi. You are back again. Này, ăn trứng nè. Disgusting. Ăn bánh nè. Disgusting. Cho ăn bánh mì. Uống nước đá nè. Ăn tổ ong nè. Cho nghỉ ngơi tí.
Ok, chúng ta bắt đầu vào màn đầu tiên của Skazi nhá. Ok, let's go. Mình nghĩ là màn này đi. Trông nó rất là thú vị. Bắt đầu nhá. Bà này mới sắm một phòng xông hơi. Phải chiêu bà này. Nhiệm vụ này đơn giản thôi. Ok, đột nhập vào nhà nhé mọi người nhé. Bây giờ mình phải vào căn phòng chính á. Thường thường ấy này hay ở phòng tắm này. Thuốc xịt mũi. Bà đang ở phòng bếp nhá, mình thấy rồi. Phòng tắm không có à? Ok. Tục lên đây nha. Đây, sẽ mua cái này đi. Time for a nice steam. Nút trước nha, bà này sắp ra rồi đấy. Đấy, bà ra rồi đấy. Ấn đáp nhầm. Ok, mình sẽ qua 4 game Torres này. KBD Torres nha. Dạo này có rất là nhiều mark mới. Thôi, mark đầu ở chân ái vậy. Mình sẽ cho cameraman ra trước đi. Cameraman 3 con nha. 1, 2, 3, 4 con à. 4 con cameraman. 4 con TV. 1, 2, 3 con này đi. Còn lại là 2 Superman. Một con này đi. Ok. Phe Torres chỉ có vậy thôi. Phe KBD nè. Nhau đi. Ui giời, dễ quá. Dễ quá. Zombie chứ nhỉ. Sao mày đuổi ta? Ôi lắc rồi. Đánh nhau loạn xọa này. Qua bên này đi. Điền là chứ. Ok, vào game nè. Bắn KBD. Đông nha, mình thấy đông rất là đông à.
Ây. Mày. Ây. Ăn một viên đạn đau thế nhỉ. Up. Tiếp tục nè. Ây, cắn đau thế nhỉ. Khỉ. Đấy, con này mới đau này, con này trâu lắm mọi người ạ. Quay lại bắn đi, đừng có lộn nào nữa. Ây. Mình thấy không ổn đấy. Đông nha. 6-1 à. Ai à, chỗ đồng khó ăn quá mọi người ạ. Mấy thằng này. Rồi. Còn mấy thằng này đơn giản thôi. Mình sợ vào đây không ăn được ấy. Con này dí vào tường ấy không bán à. Dí thẳng vào tường luôn. Holy man. Khỉ thật chứ. Qua game mới nha. Game này mình mới chơi lại. Tăng kiếm đi. Skibidi nè. Skibidi nè. Tiếp tục đi. Mày. Ô dễ thế. Hãy có một con thôi. À, máy cưa này. Này, di chuyển này. Không, món quà từ game ấy. Mình sẽ từ chối. Dụng luôn cả. Get up. Qua màn nhá. Game này mình cho nhỏ tiếng thôi. À, con tổng đây rồi, mình thấy rồi. Mày hả? Mày hả? Con này ở trong SkiBD à, trông rất là bá luôn. Hello, gặp con boss rất là đẹp luôn game này. Tiếp tục nha. Nhưng mà này cũng có boss sao ấy. Bắt mình về nhà xây cái quái quỷ đây. Lại nha. Xây làm mẹ gì. Tiếp tục này. Ha ha ha. Ok, mình sẽ qua game cuối nha. Tựa game qua bắn zombie. Vào game nè. Chơi những cái map nào mới đi. Súng rất là nhiều. Mình sẽ chính thức mình tạo ra bot.
Cậu cần nhiều nhá. Hoặc khác đi. Trời ơi, chỉ có mỗi một con này, không có đối thủ con này nữa đi. Chạy đâu mọi người. Sao lại tiêu diệt hết được cái lũ này nhỉ? Hey. Má khỉ thật chứ. Ok lại nhá. Bị... Súng rất đẹp. Mình thấy súng này bắn cháy êm thế nào. Để rồi mình sẽ lừa chúng nó ra đây. À, cứu tôi. Má ơi. Đây rồi. Từng thằng một sẽ có quà. Ây! Au! Thôi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau.